Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Đây, hôm nay là anh em mình lên trên trên này để cùng với chú Vinh gieo một ít ngô thôi các bạn ơi. Chú. Đây. Đây. Chú Thiên và chú Trung thì cũng đến rồi. Chú Trung thì đang chuẩn bị đang cắt cỏ bò à? Chú Vinh chỉ làm được một nửa này thôi vì ở bên kia là nó bị trúng ấy, nước ấy, nên nó không lên được. Kiểu là tranh thủ trời mưa ấy. Cỏ thì giấy sau thôi. Cá con cỏ nó có. Đây tranh thủ lúc trời mưa nên gieo luôn đấy các bạn ơi. Tầm mấy hôm nữa là cây ngô lên là mình mới đi giấy cỏ thôi. Bởi vì đất này nó không ấy. Trời nắng ra lại không gieo được. Đúng rồi. Đất nó cũng mềm các bạn ạ. Đất ở đây trời xốp lắm. Không giống như cái đất ở dưới chỗ gần nhà ấy. Thì nó cứng. Không cứng đâu, thế là cứng. Đang bảo đất ở gần nhà thì nó cứng. Chú mà gặp phải cái đất ruộng mà anh gieo hôm nọ ấy thì mới bảo là nó cứng. Thì lá nó cứng thì lớt thì nước vào mềm ra hết. Đây ở dưới này thành bãi cỏ để cắt cỏ bò rồi. Bởi vì cứ trời mưa xuống là bị ngập nước ấy nên là ngô không trồng được mà cây gì cũng không làm được ấy. Nó bị úng. Khu này chân trâu chân bò thì sướng lắm. Ngày mai kia lấy trâu lên chăn ơi. Chắc đi cả ngày đấy nhỉ. Đi cả ngày chứ. Xa mà, cách đây cách tầm khoảng gần 4 cây đấy, phải đùa đâu, cách nhà ấy. Ông đuổi bò lên đến đây là cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đấy. Hết rồi. Kia này cắt cơn con này. Con nào? Lấy đi. Đi ngâm rượu đi. Con sâu bổng cư đi thăm nó đi ngâm rượu vào cái này quý lắm. Cây này hả? Con này hả? Con này họ bảo cắn độc lắm mà đúng không? Độc đấy. Thì bảo nó cắn độc nhưng mà không thấy cắn ai. Bình thường thì nó rất hiền nhưng mà nó cắn thì là cực kỳ độc, nó bảo thế mà. Bảo nó nhiều quý hóa ra là ngâm con này. Phải ác bảo thế mà.
Vậy là đã xong các bạn nhé, có một tí thôi, chủ yếu anh em mình đến trên này cắt cỏ bò với các thứ thôi. Xong rồi. Chú đi đấy đồ trên xe xuống, anh em mình nghỉ giải lao một chút nào. Đi xem thử xem. À chén ở trong cái cốp xe ấy. Có cả rượu à? Có chứ. Rồi, có cái cắt cơn rồi. Ăn mừng luôn à. Xong rồi hay. Mới còn chỉ cắt cơn tí nữa. Chú Thiên đang đi đẩy đồ này. Nghỉ đây giải đau một chút các bạn nhá. Hàng hoa quả ngon thế. Chắc hình như cái cắt cơn hình nộp ra chua đấy. Chính là cái này này. Cái này là cái phụ thôi. Cái này thì ăn để tráng miệng thôi. Đây, đây. Yeah, hôm nay có món ngon thế. Cắt cơn trước nhỉ. Cắt cơn trước nhá. Làm đi. Làm đi. Rồi ôi. Da chua Tây Bắc. Quá ngon rồi. Đây hôm nay mình mang một ít da chua lên để anh em ăn thử nhá bạn nhá. Ngon thế. Ngon lắm. Ngon không? Ngon giòn sật sật rồi. Nhanh nhé. Cắt cơn thử xem. Xuống thế, thơm thế. Thử mắm quá à, chú Thiên. Ngon lắm. Cái này là hôm ở chỗ này không có chỗ nào, không có lá cây để ăn ghém. Đã được. Lá cây. Đây đây lá này. Ăn với lá rau tầm ăn thế nào được? Ăn được. Ăn được mà. Rau tầm tốt. Con tầm còn ăn mà. Mấy, cô bánh. Thì chén đi mà lại nè. Táp cả nồi anh mày. Được rồi. Máy liếu cả nồi. Ôi lấy ra từ này trước thôi nhỉ. Máy liếu lẩu từ cả nồi nhỉ. Thôi nào, mày chén rượu đi nhỉ. Thôi mời đi. Chú Vinh nào. Rồi. Thôi chú khỏe nhá. Cảm ơn anh em. Máy hai này to lão lạ quá. Lạ lão lạ lão chứ nào. Liên này tới chào cái đấy. To lão. Được. Rượu ngon. Hai chén đi. Đấy, mấy ai da. Chú Trung vẫn còn say à? Say chưa. Ở mà càng ý qua. Là cái phủ banh. Ý qua. Kiều vững vững. Đây. Chồng đây kìa. Ngon đấy đi. Ngon mà. Mới cũng mất kinh coi sao nâng ăn. Quá nó bánh, men nhắm mù mèo xít. Chép cần thanh mà. Thôi, hai chén đi. Chén hai đi. Chén hai đi. Rồi, sức khỏe ông nhá. Ngon ơ. Chúng ta mất là thiết nữa. Thiết lòng nữa. Miễn xám xít bom biển cho. Chúng ta đúng một pỉnh nữa. Hay quá nữa. Ngon nhá. Thôi ăn da chua đi nhờ. Mời nhá, mời anh em nhá. Mời anh em ăn da chua nhá. Ngon giòn lắm. Nhà ốc bà này. Kẹt hình cái loại nữa. Có cả ớt. Ngon lắm. Đúng mình ăn da chua nhiều rồi mà ăn bố đi làm gì về đây. Để độ ngon thì cái này là ngon nhất rồi. Đúng không? Ừ. Vì nó vừa đấy. Cái độ khô nó vừa phải này, xong độ giòn cũng vừa phải nhá. Ăn rất ngon. Củ riềng này cay ác. Đây củ riềng không mà. Cay. Riềng phải cay chứ đúng không? Ăn được không chúng mình cái này? Đùa nhau. À? Đùa cái gì? Còn tạm ăn được chắc là ăn được. Chứ bắt đầu hôm nay mình làm hôm nào xào thì được ăn. Giống cái lá non này. Mẻ này là mấy trộn hôm qua thôi, nó chưa chua đâu, da chua này. Ngon rất nhỉ. Bao nhiêu rồi chọc. À. Này bừa rồi mình. Vừa rồi à? Quá rồi không thích. Chua quá rồi không thích ăn à? Hơi chua tí lên tí. Cái độ dai của nó rất vừa phải nhá. Được rồi. Nhá. Dai không dai rồi, giòn sướt. Thế còn có gì dài nữa. Ăn vừa. Ăn ghém cái này có vị khác mà. Ghém đã rau tầm à? Ờ. Khá đấy hả?
của Pháp này. Ăn cả lá cà phê này. Nghề sống với cà phê ăn luôn đi. Đó đi rượu. Thì quả rượu này bán được ăn hết cả lá nó. Phải tăng ở Vinh đi. Hóa ra lắng thôi. Anh em thử nào ngọt. Ôi cà phê kia vừa phun hôm qua đấy. Phun hôm qua sợ mưa. Sạch sâu. Tối rồi. Tối hôm qua mưa rồi. Ôi, thuốc không tha sâu nào thôi mà. Sâu răng là khỏi luôn đấy không ạ? Nghỉ ăn cùng con anh đi. Không ăn. Đâu phát biểu cảm nghĩ nói nghe. Đúng phần lát phần tanh thì là chống sư mà bán thì làm nào dịu dịu quá quá. Ăn được không ông? Ngọt thế. Đây chú Minh ăn luôn đấy. Hôm nay ông chú của mình ấy. Đúng rồi. Nha. Ngồi nha. Có con này chú Minh nhảy luôn không? Nếu có nhiều con thì đủ các cơn thì quá sướng đấy con ơi. Gỏi thế nhà làm gỏi. Đúng rồi. Giòn như à, mời các bạn nhé. Tiếng nặng ngó của như phải anh chuyển con nặng ngó liền. Cứ hơn lên chỉ cường đi. Cứ nặng ngó đi chụp anh. Nó mà rồi. Ừ. Hơn lên chỉ cường đấy. Món này hơi tốn rượu đấy nhở. Mà rượu mình mang ít chứ hôm nay ấy. Ủa được rồi. Anh em mình đi làm giòn lắm. Thế này là em quá đủ rồi. Em nhường phần. Nhưng mà hôm nào mà anh em thôi ra chua bỏ ra đi, nhiều nhiều một chút đi, ăn đi, ăn thoải mái vào. Thôi hết mới cho. Hết mới cho à? Không thì nếu cho nó hết thì đấy. Chúng mình ăn hết được không? Ăn rất là giòn, không. Mềm. Ăn ra nó hơi vỏ nó vị chua 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 cay cay rất là ngon các bạn nhá. Ăn hết được không? Uống với ông chén. Bạn nào mua da chua ấy thì hãy vào cái phần mô tả video ấy để liên lạc với số điện thoại của Khay nhá các bạn nhá. Cả nick Facebook nữa mình cũng gắn link chia sẻ đấy rồi. Ai à. Khỏe không nhá? Giềng thơm lắm nhỉ. Không cay đâu. Cay. Giềng bảo không cay, chút chung bảo cay còn gì nữa. Cái to mới cay thôi. Cái to mới cay à? Cái này thơm cái lắm. Cái bé ngon à? Cái bé ngon lắm. Cái to cay ấy. Cái này nhỏ nó hơn cay nó không hăng, không cay. Nhìn. Nhìn ha. Ơi cậy thì mới phải hình hụ mới kỳ ơ lên đấy. Màu này quá bà chứ nó chết van phải đi. Ăn đi ông. Ăn đi. Té cô ma cô pôn cô hai người bằng nghĩa. Chỉ mang cái ve lu cường. Đau thiên. Ông đau răng vẫn ăn được da chua nhá các bạn nhá. Không cứng đâu. Giòn mà. Nhiều bạn bảo rằng sợ da nó cứng ấy, dài thế sao mà ăn được ấy. Nghe ông đang vị đau răng một bên mà vẫn ăn được ấy. Vẫn ngon đấy. Ừ, vẫn ngon ông nhỉ. Đâu, rót rượu nào, con uống với ông chén. Ông này xuống đúng dịp thế nhỉ. À, con mày ông. Nó mà mốt hơn đấy. Chúc khỏe ông nhá. Đi ông đúng dịp thế. Chúc khỏe ông nhá. Đổ ra. Không, đổ rồi. Hôm qua cháu đi nương mà lấy cho thêm can rượu nữa cũng gặp nhau. Trời luôn đi. Xin miếng này luôn cơ. Đấy, cứ gặp mãi mãi. Đấy, thấy cho bốc bốc cho mình không ngon. Được miếng ngon chứ. Chỗ nào cho mà dày đấy nhỉ. Được miếng ngon thế nhỉ. Chỗ ấy của nó. Chỗ phần da lầu của nó đấy. Không phải chỗ ấy của nó, anh nói thế. Mềm không, mềm không? Đúng chỗ ấy rồi. Đúng chỗ ấy rồi. Đây, mà giòn. Thật. Ông cả cái lò này kiếm được có mỗi miếng đấy thôi à? Vâ. Chán hết nhỉ? Số của anh mà. Số anh thì được gì ấy. Chứ chan thành lò bị đi. Mãi đòn hình ấy, có đi ai thì đi. Mãi đeo nắng. Mãi để mắt ra ngoài nghệ hả không? Chim cục kín à. Chim nắng sổm nó anh cái nào mãi. Sổm, bộ kín, sổ bó kín quá nọ. Chim nắng sổm lắm. Ai kiếp kiểu hắn hóm như thế này lau răng thì làm vài chén rượu thì hỏi nhá. Ngay. Hôm nay rất hài nhá. Ông đau răng mà anh em mình mấy ông ăn da chua. Nếu mà dám thì thật đau đấy nè. À, không dám ăn sáng à? Cứ lên đấy ăn được da chua là tốt rồi. Mấy bảng tô hơn mức nè à hòm. Hứa ba đi. Hứa xịt xua mức xịp chén mức chén. Tiếc hết.
Đây ra chua đã hết rồi các bạn ơi. Đâu chén đồng khởi đi nhở. Ngon quá anh em ăn nhanh thật đấy. Thôi tiền món trắng miệng các bạn nhá. Ra chua hết rồi còn một miếng cuối cùng chưa tiên làm nốt đấy. Đâu rượu còn thì còn một ít đúng không, hết rồi chưa? Còn đủ mỗi người một chén đấy. Đấy. Cho hết đi. Anh chọn nó nhá, không biết nó có chuẩn không ấy. Cái này à? Ừ, anh chọn dưa hôm nay ấy. Không biết nó có chuẩn không? Bên trong nó đỏ chót. Này. Chết rồi, đỏ rồi. Đỏ mất rồi. Quá đẹp nhạt luôn. Thì muốn làm ba miếng đi nhỉ. Ngọt hay nó nhạt chứ sao? Đấy. Giống dưa thật. Giống dưa. Giống dưa hấu thế nhỉ? Không đủ bữa rồi, cha in ngô ăn. Nghèo nó chắc rồi. Tâm. Năm nay ngô được giá mà. Ô lang lên đấy. Ừ, nó 65 mà ngô hạt đấy. Năm nay. Bây giờ ấy. 65 à? Ừ. Thôi không cần đâu chú Thiên Vinh ơi. Không cần đâu kia. Ôi cứ làm. Ô cho ông đi, ông lau răng. Đây đây, ông lau răng được chưa? Xẻo hết mày. Đi bạc lấy luôn đi. À. Xẻo đi vào đây, xẻo quá. Mời anh em nhá. Xẻo đi vào đi, xẻo ra nữa thì thôi. Hạt nó nhiều thế, đây ra đây. Còn đang về trồng đây. Trồng trong bụng luôn. Chúng mình ngọt, ngọt. Cũng không ngọt lắm. Cũng không ngọt lắm à. Vừa. Cái này cho vợ. Đây đi. Nhá. Ngon chưa? Ngon nhờ, chọn miếng ngon nhất rồi đấy. Nhạt không nhạt, ngọt không ngọt. Nhạt không nhạt, ngọt không ngọt. Thôi anh em làm đi, mời nhá. Mời nhá. Đây mình cứ phải như này mình ăn dễ được. Thích ăn thế nào từ người. Mời anh em nhá. Tiết mục tráng miệng. Thôi ơi, dưa ơi, anh em ơi. Từ miếng nhỏ, miếng nhỏ, đừng mà ăn tham như vật giấy. Thì mỗi người một cái được rồi, chia gì nhiều thế. Ai thích ăn thoải mái được mà, dưa đấy. Mà thế. Ăn dưa đấy em ơi, em bón phân ơi. Anh Đoàn đừng ăn cả hạt. Để hạt nó xuống đây để nó mọc. Em gì đấy. Thôi, giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi kênh Dân Tộc Tây Bắc của anh em bọn mình. Xin chào các bạn nhé. Phải nội công thâm hậu mới làm được cái đấy đấy. Giờ là anh em tranh thủ cắt cỏ bò các bạn ạ. Ngon kìa.